Chiều ngày 9 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đổ mưa chuyển mùa, xua đi cái nóng oi bức những ngày đầu tháng 5. Tìm đến nhà ông Võ Văn Thắng và vợ là bà Đoàn Thị Tuyết Mai nằm sâu trong con hẻm trên đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Ông Thắng là cha của cô gái Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, liên quan tới vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Diễm My hiện bỏ trốn khỏi nhà và mất tích bí ẩn đến nay đã 4 năm. Ông Thắng bà Mai nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng cộng đồng mạng và đi tìm khắp nơi nhưng con gái vẫn bặt vô âm tín. Bà Đòn Thị Tuyết Mai, là mẹ của Diễm My rừng rừng nước mắt cho biết Diễm My từ nhỏ đến lớn là đứa con rất ngoan hiền, vâng lời cha mẹ. Bà không thể lý giải vì sao, sau khi tiếp xúc với những người trong tịnh thất bồng lay, tính tình con đã thay đổi một cách lạ lùng. Bà kể lại, hơn 5 năm trước, gia đình bà cùng họ hàng đi thăm 10 cảnh chùa ở Bà Địa Vũng Tàu. Tại đây, Diễm My đã gặp và tiếp xúc với nhóm người trong tỉnh Thất Bồng Lai. Những người này liên tục dùng những lời lẽ hấp dẫn mời Diễm My đến tỉnh Thất Bồng Lai ở huyện Đức Hòa để chơi. Sau khi về thành phố Hồ Chí Minh, Diễm My cùng với chị em con dì ruột đến tỉnh Thất Bồng Lai tham quan và thăm các bé. Bà Mai nói từ đó Diễm My như bị một thứ gì đó lôi cuốn mãnh liệt đến mức trốn khỏi nhà để xuống đó ở, cạo tóc xuất ra. Vợ chồng tôi nhiều lần xuống tìm nhờ cơ quan chức năng vào cuộc mới đưa được con gái về. Người mẹ kể tiếp, ngày 12 tháng 12 năm 2019, với sự hỗ trợ của công an huyện Đức Hòa, Diễm My đã được đưa về lại gia đình. Sau 6 tháng tịnh dưỡng, sức khỏe tinh thần Diễm My hồi phục và xin cha mẹ đi học trở lại. Bà nghĩ rằng con gái đã nhận ra lỗi lầm nên đồng ý cho Diễm My quay trở lại trường. Ngày 20 tháng 6 năm 2020, Diễm My nhân lúc đi học đã bỏ trốn, mất tích đến nay. Theo bà Mai, khoảng một năm sau ngày bỏ trốn, gia đình bà phát hiện Diễm My xuất hiện trên một clip YouTube đến tịnh thất Bồng lai mượn tiền ông Lê Tùng Vân. Gia đình bà nghi ngờ đây là clip giàn dựng quay trước đó một thời gian rồi mới phát tán lên mạng. Bà Mai nói, vợ chồng tôi lập tức đến khu nhà ông Lê Tùng Vân dò hỏi, cũng không nắm được thông tin con gái. Từ đó đến nay, ai báo tin nghi vấn có người giống Diễm Mi, vợ chồng tôi cũng tìm đến. Các điểm ông Lê Tùng Vân từng cư trú trước đó, gia đình cũng nhờ người hỏi thăm xác minh nhưng không có kết quả. Bên cạnh đó, ông Thắng cho biết, khi Diễm My bỏ trốn khỏi nhà và quay clip tung lên mạng xã hội, nói những điều sai sự thật về ông và gia đình, ông có làm đơn tố cáo con gái lên cơ quan chức năng phía công an cũng ra thông báo truy tìm Diễm My. Thời gian sau, ông mới nhận ra rằng những điều con gái vu khống có thể do những người trong tỉnh thất bồng lai dàn dựng kịch bản, khống chế và ép Diễm My thực hiện. Ông Thắng bùi ngồi nói, tôi nghĩ họ bày vẽ con gái vu khống cha mẹ như vậy, mục đích để gia đình từ mặt. Họ làm vậy để chúng tôi bỏ luôn con gái, rồi thực hiện chiếm giữ Diễm My. Bây giờ nghĩ lại tôi thương con mình hơn. Tôi làm đơn tố cáo con gái đến công an, mục đích là cầu cứu cơ quan chức năng tìm kiếm Diễm My. Tôi hiểu con gái là nạn nhân nên không kết bỏ oán trách một lời. Theo ông Thắng, bị Diễm My vu khống những điều sai sự thật, ông và vợ liên tục bị cộng đồng mạng trong và ngoài nước theo dệt câu chuyện, tấn công trong thời gian dài. đỉnh điểm, vợ ông chịu không nổi áp lực, đã đổ bệnh nhập viện điều trị nhiều tháng. Bà Diễm My nói, mới đầu, nhiều người lên mạng xã hội chửi, mạt sát gia đình tôi dữ lắm vì họ tin những lời Diễm My nói. Họ xem cha con Lê Tùng Vân là thần tượng, Bây giờ ông Lê Tùng Vân bị công an truy tố về tội loạn luân, mọi điều đen tối tại tỉnh Thất Bồng Lai đã phơi bày ra ánh sáng, không biết họ có nhận ra sai trái hay không. Bà Đoàn Thị Tuyết Mai cho rằng Diễm My bị cha con ông Lê Tùng Vân dụ dỗ trong thời gian dài mới khiến con gái mê muội như vậy. Càng nghĩ về điều đó, bà thương con gái nhiều hơn. Nhiều lần đến tỉnh thất bồng lai tìm con, bà bị ông Lê Tùng Vân dùng tay, chỉ mặt, bảo là Diễm My đã trên 18 tuổi, có quyền quyết định cuộc đời, gia đình không có quyền đòi lại con. Bà Mai nói, rồi bật khóc. Ngay câu đó tôi rất bức xúc, nhiều đêm tôi suy nghĩ con mình sinh ra và nuôi ăn học trưởng thành lại bị nhóm giả tu lừa đảo dụ dỗ, Thấy con như vậy, không lẽ mình cam chịu hay sao? Tôi và chồng mới dùng mọi cách xông vào tịnh thất để cứu con, vụ việc khiến người thân không may vướng vào vòng lao lý thời gian qua. Theo bà Mai, nhiều người trên mạng xã hội tung tin Diễm My đã có em bé. Thực tế gia đình bà xác minh nhiều nguồn từ cơ quan chức năng, người dân địa phương và các bệnh viện nắm được thông tin là con gái chưa có con. Bà nghi vấn Diễm My đang bị nhóm người trong tịnh thất giấu ở một nơi nào đó. Bà khẳng định suốt cuộc đời này vẫn mãi tìm con cho đến hơi thở cuối cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Có thể trước đây, tội danh của cha con ông Lê Tùng Vân chưa đưa ra ánh sáng, Diễm My tin họ và oán trách gia đình. Đến nay mọi chuyện đã sáng tỏ, bà hy vọng con gái sẽ nhìn nhận ra cái sai của mình và thức tỉnh. Theo bà, nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai đã phá tan nát cuộc đời của Diễm My. Năm năm qua, gia đình bà chưa có một ngày hạnh phúc. Mỗi ngày, bà hay ngồi ở cửa nhà nhìn ra đường trông ngóng con gái quay về trong vô vọng. Bà Mai ngậm ngùi nói, khoảng giữa thời gian tháng 6 năm 2020, tôi nhiều lần liên lạc cho nhóm người trong tịnh thất để bày tỏ mong muốn được gặp con, cũng như là đưa cháu trở về đoàn tụ gia đình. Nhưng mọi hy vọng của tôi đều vô ích khi không có sự phản hồi từ bên tịnh thất. Gia đình cũng từng thuê thám tử nhờ đến phương pháp tâm linh để tìm con, nhưng đều không thành. Chúng tôi đã hết cách, từ khi vào, Diễm My sợ ở đâu? Bà Mai nhắn nhủ con gái, mẹ biết là con nói những điều không hay về gia đình là do người xấu sai khiến. Ba mẹ nuôi con từ nhỏ nên rất hiểu con không có tính tình như vậy. Gia đình không bao giờ bỏ con. Nếu con đọc được những lời này, mẹ mong con về nhà với gia đình. Hào quang ở tỉnh Thất Bồng Lai đã kết thúc rồi. Vợ chồng bà Mai cho biết rằng sau này khi Diễm My quay về, ông bà sẽ tạo điều kiện cho con theo đuổi ước mơ sở thích để tiếp tục tương lai của riêng mình. Ông bà hy vọng là cơ quan chức năng điều tra và xử lý cha con ông Lê Tùng Vân đúng người đúng tội. Võ Thị Diễm My là tên cô gái gắn liền xuyên suốt việc điều tra truy tố xét xử vụ án xảy ra tại hộ dân được đặt tên là Tịnh Thất Bồng Lai, sau được đổi tên thành Thiên Am bên bờ vũ trụ ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ở cả giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, các cơ quan tố tụng đều xác định nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân 90 tuổi tự xưng là thầy ông nội cầm đầu đã kéo tới gây rối tại công an huyện Đức Hòa, vu khống cơ quan này bắt cóc Diễm My. Họ còn dựng video tung lên YouTube để tiếp tục vu khống công an về việc bắt cóc đó. Không chỉ sản xuất video xúc phạm công an, Lê Tùng Vân cùng một số người còn sản xuất video xuất bản trên kênh youtube của mình xúc phạm một thượng tọa và giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Theo diễn biến mới nhất tại phiên tòa phúc thẩm, xét kháng cáo của Lê Tùng Vân và đồng phạm liên quan vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân diễn ra trong hai ngày là ngày 2 và ngày 3 tháng 11, ông Văn Khai trực tiếp làm lễ xuất gia cho Diễm My. Lúc đó, thầy ông nội mặc áo vàng, Diễm My quỳ trước bàn thờ rồi thắp hương cho ông. Đây là lời khai mới so với phiên sơ thẩm cũng như giai đoạn điều tra. Chỉ có điều từ năm 2020 tới nay, Diễm My vẫn mất tích bí ẩn, chưa một lần lên tiếng về các sự việc liên quan tới mình. Kể cả khi được tòa triệu tập làm nhân chứng ở phiên sơ thẩm, phúc thẩm, cô gái chưa từng xuất hiện. Có mặt ở cả hai phiên xét xử, cha mẹ ruột của Diễm My cho hay hiện giờ họ không biết là con mình ở đâu làm gì. Khi con gái về nhà sống 6 tháng thì tiếp tục bỏ nhà đi nơi nào không biết. Mẹ Diễm My, bà Đoàn Tuyết Mai nói. Theo bà Mai, bà gửi đơn đến công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Long An trình báo về việc con gái mình mất tích. Cũng tại tòa, nhân chứng Trần Quốc Thắng là cán bộ công an huyện Đức Hòa cho biết, ngày 12 tháng 12 năm 2019, ông được ban chỉ huy công an huyện giao giải quyết đơn của vợ chồng bà Mai về hành vi giam giữ trái pháp luật, xâm phạm quyền tự do cá nhân khi ông thắng mời diễm my và bố mẹ cô tới làm việc cô gái không hợp tác nên cán bộ công an này giao lại cô cho gia đình liên quan tới vai trò nhân chứng của Diễm My và việc cơ quan điều tra thu thập chứng cứ vụ án, trao đổi với dân trí, luật sư Vũ Quang Đức, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo điều 88 về thu thập chứng cứ tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, để thu thập chứng cứ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có quyền tiến hành hoạt động thu thập chứng cứ theo quy định của bộ luật này, yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp chứng cứ tài liệu đồ vật, dữ liệu điện tử, trình bày những tình tiết làm sáng tỏ vụ án. Cũng tại bộ luật trên, Điều 91 quy định về lời khai của người làm chứng. Theo đó, người làm chứng trình bày những gì mà họ biết, nguồn tin về tội phạm, về vụ án, nhân thân của người bị buộc tội, bị hại, quan hệ giữa họ với người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng khác và trả lời những câu hỏi đặt ra. Điều luật cũng nêu rõ không được dùng làm chứng cứ những tình tiết do người làm chứng trình bày nếu họ không thể nói rõ vì sao biết được tình tiết đó. Như thế, theo nội dung của các điều luật trên, luật sư Vũ Quang Đức cho rằng việc Diễm My là nhân chứng mà vắng mặt tại cả hai phiên tòa cũng như chưa có lời khai ở giai đoạn điều tra sẽ có ảnh hưởng nhất định tới hành vi của các bị cáo trong vụ án này. Vì vậy, luật sư Đức nhận định trường hợp tìm được Diễm My và lấy lời khai của cô gái này tùy thuộc vào lời khai của Diễm My và kết quả điều tra xác minh của cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xử lý quy định của pháp luật. Nguồn tin khác của dân trí thì cho rằng trường hợp không tìm thấy Diễm My cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra những sai phạm, những tố cáo về nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Diễm My từ nhỏ sinh sống cùng gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh, cô gái được cho là ngoan hiền thông minh, thay cha mẹ lo toan việc gia đình. Năm 2019, My tình cờ quen biết bà Cao Thị Cúc và một số người cư ngụ tại tỉnh Thất Bồng Lai, từ đó cô hay nhận được các cuộc điện thoại dù về nơi này để học giáo lý 3 ngày trong tuần. Đó là những thông tin do gia đình cô gái 23 tuổi kể lại với báo chí. Mẹ của Diễm My cho hay, từ khi biết con gái kết giao với nhóm người tại tỉnh Thất Bồng Lai, bà cảm nhận được sự bất thường, rồi chứng kiến con gái bỏ chuyến du học, muốn dẫn mẹ theo khi tu tập đắc đạo. Cuối năm 2019, cô gái bỏ nhà đến tu hành ở tỉnh Thất Bồng Lai. Bố My liên hệ với ông Vân, nhưng người tự xưng là thầy ông nội này chỉ cho gặp mặt, không cho đưa cô về một cuộc ẩu đả giữa hàng trăm người với lý do giải cứu Diễm My đã diễn ra tại tư gia tu hành, gây sự chú ý của dư luận cũng như những tranh cãi trên mạng xã hội. Sau đó, dù được bố mẹ đưa về sống với gia đình, xong tới giữa năm 2020, Diễm My lại bỏ đi và mất tích từ đó. Trong khi Diễm My vẫn mất tích bí ẩn, cuối năm 2021, một người phụ nữ tên là Châu Vĩnh Hòa, 46 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh bị kết án tội cố ý gây thương tích khi tham gia cuộc ẩu đả với lý do giải cứu cô gái cuối năm 2019. Người đàn ông khi đó được gọi là sư thầy trước tòa đòi bà Hòa bồi thường 3,3 tỷ đồng để thẩm mỹ mặt, song cơ quan tố tụng chỉ tuyên bị hại phải bồi thường 9 triệu đồng. Ở diễn biến giai đoạn điều tra vụ án, tháng 5 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My để làm rõ những tố cáo liên quan tới nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai việc truy tìm vẫn diễn ra liên tục khi cơ quan điều tra tiếp tục nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô gái này mất tích trong thời gian dài. Gia đình Diễm My cũng đã tố cáo nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai có hành vi lạm dụng xâm hại cô gái. Đến tháng 6, khi kết thúc giai đoạn điều tra, chuyển vụ án sang truy tố, cơ quan tố tụng xác định bị can Cao Thị Cúc, 62 tuổi, chủ sở hữu và ngụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có vai trò đặc biệt tại tỉnh Thất Bồng Lai nhiệm vụ của bị can Cúc là quản lý tất cả tài chính thu chi cho bị can Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm. Năm 2019, khi Công an huyện Đức Hòa mời Diễm My về làm việc tại trụ sở, bị can Cúc cùng Lê Tùng Vân và nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai kéo đến chửi bới. Không chỉ xúc phạm Công an, bà này còn cho rằng tỉnh Thất Bồng Lai có quyền chủ quyền đối với Diễm My. Trong thời gian dài, nhiều tin đồn giả thiết của dư luận cho rằng Diễm My đang bị nhốt trong mật thất ở tỉnh Thất Bồng Lai tuy nhiên công an tỉnh long an khẳng định những tin đồn trên mạng xã hội đều chưa chính xác nhà chức trách nhiều lần khám xét tỉnh thất bồng lai song không thấy có dấu hiệu mật thất ở nơi này công an tỉnh long an còn thông tin từ khi nhận được đơn của gia đình diễm my về việc cô gái mất tích họ đã phối hợp với lực lượng chức năng nhiều tỉnh thành để tìm kiếm nhưng chưa có thông tin những tin đồn cho rằng đã tìm thấy diễm my ở tỉnh thất bồng lai hay ở bà địa vũng tàu đều là thông tin chưa đúng Suốt hai năm dòng dã tìm kiếm, mẹ Diễm My chưa bao giờ ngừng hy vọng ngày có thể nhìn thấy con gái trở về. Bà cho hay gia đình đã chi nhiều tiền bạc công sức tìm con gái. Người ta nói con ở Bến Tre, Châu Đốc, Vũng Tàu, Bình Dương, vân vân, chỗ nào tôi cũng đi, dù hy vọng nhỏ nhất. Tôi thuê người tìm, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ, nhưng vẫn không có thông tin gì mẹ cô gái từng chia sẻ. Ngày 3 tháng 6 năm 2022, nguồn tin của chuyên đề báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã hoàn tất bản cáo trạng vụ án Tịnh thất Bồng Lai, Thiên Am bên bờ vũ trụ. Đồng thời, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đề nghị truy tố ra trước Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đối với 6 bị can, gồm ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Hoán Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi và bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi. Với 6 bị can này bị truy tố cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo kết luận điều tra, có thể thấy một sự thật có thể nói là kinh hoàng phía sau nơi gọi là tỉnh thất bồng lai, thiên am bên bờ vũ trụ mà bấy lâu nay trên không gian mạng nhiều người lầm tưởng và ngay cả trên sóng truyền hình những nhóm người đi thi thố hát hò khiến không ít khán giả lầm tưởng một cách oan ức. Cụ thể theo kết luận điều tra của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An vào năm 2014, bà Cao Thị Cúc mua nhà và chuyển hộ khẩu đến số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, rồi xây dựng sửa chữa nhà cũ này và tự xưng là điểm tu và có hành vi tu trái phép. Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân bán căn nhà của ông này nằm trên đường Lý Chiêu Hoàng, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ông Vân cùng với Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương và một số người khác đến cùng sinh sống với hậu bà Cúc tại Long An. Trong thời gian sinh sống, ông Vân tự đặt tên căn nhà của bà Cúc là Tịnh Thất Bồng Lai và sau này đổi tên thành Thiên Am bên bờ vũ trụ. Với rất nhiều video clip mà theo chỉ đạo của ông Vân, nhóm đối tượng đã tung hoành trên mạng Internet cũng như tham dự một số chương trình của đài truyền hình khiến không ít người trong và ngoài nước bị trục lợi từ thiện. Cụ thể là vào ngày 24 tháng 11 năm 2021, ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thượng tọa Thích Nhật Từ, là Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Phật giáo quốc tế và trụ trì Chùa Giác Ngộ làm đơn tố giác ông Lê Tùng Vân và Hoàn Nguyên vì có lời nói xúc phạm cá nhân ông Thảo. Chưa hết, theo tố cáo của ông Thảo, nội dung nhiều video clip do ông Vân và Hoàn Nguyên mang nội dung báng bổ Đức Phật và các hành vi về dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngay sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của ông Thảo ngày 14 tháng 12 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa tỉnh Long An tổ chức lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm từ ông Thảo. Điều đáng nói là trước khi ông Thảo tố cáo ông Văn thì vào ngày 25 tháng 11 năm 2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An mà đại diện là Hòa thượng Thích Minh Thiện, thế danh Trương Ngọc Toàn, Trưởng ban trị sự đã có văn bản về việc tố cáo những sai phạm tại hộ bà Cao Thị Cúc về dấu hiệu lừa đảo, xúc phạm Phật giáo và trục lợi phi pháp. Ngày 20 tháng 12 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa tỉnh Long An lập biên bản tiếp nhận nguồn tin này. Như hàng loạt tố giác tội phạm nêu trên, thì tịnh thất bồng lai, thiên am bên bờ vũ trụ bị không ít tai tiếng khác, như cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An còn nhận được các tố cáo, văn bản kiến nghị, chuyển hồ sơ tài liệu vi phạm pháp luật của cơ quan tổ chức và cá nhân về sai phạm liên quan tới tịnh thất bồng lai, thiên am bên bờ vũ trụ. Cụ thể, theo kết quả điều tra, các bị can đã tạo ra hai kênh YouTube, năm chú tiểu Thiên Am bên bờ vũ trụ và Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official là công cụ phương tiện dùng để đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật, biên soạn, biên tập, dàn dựng video clip chứa nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan tổ chức như phim hài chiếu dạp mùa dịch 2021, vùng đất huyền bí, năm chú tiểu thách thức danh hài, năm chú tiểu phần 2, người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày mùng 1 Tết. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, dưới sự chủ mưu chỉ đạo của ông Lê Tùng Vân, các bị can đã tạo các tài khoản YouTube, thực hiện quay phim, dàn dựng, biên tập các video clip đăng tải lên mạng xã hội có chứa nội dung xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Các bị can cũng đã thực hiện hành vi tụ tập gây rối, quay phim trái phép tại trụ sở công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa sau đó biên tập nội dung video clip để đăng tải lên mạng xã hội mà ông Lê Tùng Vân là người có vai trò tổ chức. Cũng theo kết luận điều tra, ông Lê Tùng Vân là người có vai trò tổ chức cầm đầu, chỉ đạo các bị can trong vụ án. Ông Vân thừa nhận đã chỉ đạo tài khoản YouTube để đăng tải những video clip do thiền am bên bờ vũ trụ dàn dựng quay phim nhằm cho cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem biết đến hoạt động của nhóm người tại tỉnh Thất Bồng Lai, thiền am bên bờ vũ trụ tất cả các video clip sau khi các bị can Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên bên soạn nội dung và quay thành video clip phải trình chiếu để ông Lê Tùng Vân duyệt rồi cho phép đăng lên các tài khoản YouTube. Chính ông Lê Tùng Vân là người trực tiếp có những lời nói phát ngôn xuyên tạc Phật giáo, xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp trong các video clip. Đối với bà Cao Thị Cúc khai rằng bà tham gia trực tiếp trong video clip đăng tải vào ngày 2 tháng 7 năm 2019. Trong video clip này, một số người tại Thiên Am bên bờ vũ trụ vái lạy ông Lê Tùng Vân nhằm mục đích chúc Tết mừng tuổi là vì tôn sùng bị can Lê Tùng Vân có đức hạnh và quy lạy là để thể hiện lòng tôn kính bị can Lê Tùng Vân. Bà Cao Thị Cúc, còn là mẹ của bị can Tùng Dương, hiện chưa rõ cha của bị can Dương là ai, bà Cúc không chịu nói họ tên chồng. Theo kết quả điều tra, sau hàng loạt tố cáo về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà Tịnh thất Bồng Lai Thiên An bên bờ vũ trụ vẫn xem thường dư luận và luật pháp. Đến mức vào ngày 18 tháng 12 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An chính thức có văn bản kiến nghị số 2761 ttra về việc chuyển hồ sơ tài liệu vi phạm pháp luật trong đó có hai video clip có chứa nội dung xuyên tạc xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa tỉnh long an và một video clip có nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của ông trần ngọc thảo Bà Trịnh Thị Định sinh năm 1955, ngụ Đức Hòa, tỉnh Long An và bà Phan Thị Phương Trang sinh năm 1981, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, cùng lúc gửi hai đơn tố cáo về dấu hiệu vi phạm pháp luật, xúc phạm tự do tín ngưỡng, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống văn hóa, an ninh trật tự xã hội của tỉnh Thất Bồng Lai. Theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An, nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, Thiên An bên bờ vũ trụ đều do bị can Lê Tùng Vân chỉ đạo điều hành lê tùng vân và các bị can khác đã lợi dụng hình ảnh của phật giáo lôi kéo nhiều đối tượng cuồng tín đến ở và sinh hoạt tôn giáo trái phép nhưng thực chất các hoạt động này là mạo danh xuyên tạc và xúc phạm phật giáo hoạt động của các bị can tại đây đã tạo nên nhiều bức xúc trong giới tăng ni phật tử tín đồ phật giáo và gây mâu thuẫn giữa các gia đình của các đối tượng cuồng tín với số đối tượng tại hộ bà cao thị cúc tạo hình ảnh phức tạp gây mất an ninh trật tự tại địa phương buộc các cơ quan chức năng phải vào cuộc giải quyết Bên cạnh đó, theo cơ quan an ninh điều tra, tỉnh thất bồng lai, thiên am bên bờ vũ trụ là nơi để các bị can lợi dụng các kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng và các hoạt động mang hình thức mạo danh Phật giáo để tạo ra các video clip đăng tải lên mạng xã hội YouTube, vừa chứa nội dung xuyên tạc mạo danh, xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của cơ quan tổ chức cá nhân và mang tính kích động, kích thích sự tò mò, làm thu hút nhiều người xem, đăng ký kênh, chia sẻ nhằm kiếm tiền từ việc khai thác kênh YouTube ngoài ra các bị can trong vụ án còn triệt đề khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin ứng dụng mạng xã hội như youtube và facebook để làm công cụ phương tiện đắc lực thực hiện hành vi vi phạm tạo sức lan truyền nhanh chóng khiến cộng đồng mạng trong và ngoài nước liên tục chia sẻ bình luận tiêu cực nhìn nhận sai lệch về danh dự uy tín hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật nhà nước tổ chức tôn giáo tại việt nam và danh dự nhân phẩm của cá nhân chức sắc trong tôn giáo